Kính thưa quý vị, lần hiếm hoi trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu liền 3 trận giao hữu với những đối thủ mạnh chỉ trong vỏn vẹn 7 ngày để hướng tới vòng loại World Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Philip Chuzer lần lượt đối đầu với kiểu Trung Quốc hạng 11 vào ngày 10 tháng 10, so tài với Uzbekistan hạng 10 vào ngày 13 tháng 10 trong hai trận giao hữu đều được tổ chức tại Trung Quốc. Đến ngày 17 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Hàn Quốc hạng 3 tại Suwon. Loạt 3 trận giao hữu nói trên nằm trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu vào tháng 11 tới. Từ trước đến nay, Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội từng giao hữu với nhiều đối thủ mạnh như Syria, Jordan, Palestine hay Bahrain. Tuy nhiên, gặp những đội ở đẳng cấp cao là khách quen của vòng loại thứ ba World Cup chỉ trong khoảng thời gian ngắn là bài kiểm tra chưa từng có tiền lệ với đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Trung Quốc đã xa sút và từng thua Việt Nam trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2022. Theo chuyên gia Steve Dubby, bóng đá Trung Quốc có tiềm năng, song thiếu tính tổ chức. Tuy nhiên, Gulley cùng đồng đội vẫn là tập thể đáng gờm khi nhiều lần góp mặt ở vòng loại cuối World Cup. Đội tuyển Uzbekistan luôn là thế lực đáng gờm ở châu Á, với 6 lần liền lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup từ năm 1998 đến năm 2018. Đại diện Trung Á có khoảng thời gian xa sút nhưng đang vực dậy mạnh mẽ với lứa trẻ chất lượng. U23 Uzbekistan đã về nhì ở giải U23 châu Á 2022, trong khi U20 Uzbekistan vừa đăng quang giải U20 châu Á 2023 tổ chức trên sân nhà. Với lực lượng hòa quyện giữa sức trẻ và kinh nghiệm, đội tuyển Uzbekistan đã cầm hòa Mexico với tỷ số 3 đều ở trận giao hữu tại Mỹ hồi giữa tháng 9. Đội tuyển Hàn Quốc hiển nhiên là thuốc thử liều cao nhất với đội tuyển Việt Nam. Đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klinsmann luôn đứng ở nhóm đầu với dàn cầu thủ thường xuyên ra sân tại châu Âu. Nổi bật có siêu sao Son Heung-min ghi 5 bàn từ đầu giải cho Tottenham, Kim Min-jae của Bayern Munich hay Lee Kang-in của Paris Saint-Germain. Đối đầu với những ngôi sao hàng đầu châu Á sẽ giúp đội tuyển Việt Nam lấy lại cường độ, nhịp độ thi đấu đỉnh cao nhằm chuẩn bị tối ưu cho vòng loại World Cup 2026. Đây cũng là bài kiểm tra đủ nặng để huấn luyện viên Chuzer đánh giá hiệu quả của lối chơi kiểm soát bóng mà ông đang nhào nặn cho học trò, vốn còn nhiều điểm cần điều chỉnh qua 3 trận giao hữu gần nhất. Các trận giao hữu trong tháng 10 càng giá trị bởi đây là khoảng thời gian V-League chưa diễn ra. Khoảng thời gian chuyển tiếp mùa giải từ năm 2023 sang 2023-2024 có thể tạo ra bước hụt, khiến cầu thủ khó duy trì phong độ, thể lực và cảm giác thi đấu. Do đó, việc đá tập trung và liên tục trong thời gian FIFA Days là bước chuẩn bị quyết định để toàn bộ cỗ máy mang tên đội tuyển Việt Nam chuyển sang chế độ sẵn sàng. Loạt đấu giao hữu cũng là cơ hội để huấn luyện viên Tudor tiếp tục sàng lọc, đánh giá năng lực tân binh và các cầu thủ trẻ. Ở hai đợt tập trung vừa qua, vì nhiều nguyên nhân, đội tuyển Việt Nam chưa thể thử nghiệm triệt để năng lực của các cầu thủ trẻ. Một số tân binh được lên tuyển nhưng chưa có cơ hội thi đấu như Thành Long, Quang Nam, Ti Phong, Hữu Sơn, Văn Hào, Văn Phòng. Một số khác ra sân chỉ đá vài phút trước khi chấn thương là Việt Hưng, Trung Hiếu. Trong khi các cầu thủ trẻ thì bỏ lỡ đợt giao hữu tháng 9 do vướng vòng loại U23 châu Á 2024. Với quỹ trận đấu dày dặn là 3 trận, cùng với việc được thay 6 người mỗi trận, huấn luyện viên Chuzer có thể bố trí nhiều đội hình xuất phát khác nhau và thực hiện tối đa 18 thay đổi. Đây là cơ hội rõ ràng nhất để phù thủy trắng sàng lọc cầu thủ lần cuối nhằm chọn ra đội hình tối ưu vào tháng 11. Cánh cửa đội tuyển sẽ tiếp tục rộng mở với các cầu thủ trẻ, đơn cử như Thái Sơn, Tuấn Tài, Văn Tùng hay Văn Khang, vốn là những cái tên đã lên tuyển đợt trước và luôn được ông Chu tin dùng. Ngoài ra Minh Trọng, Văn Đô hay Đức Phú cũng là gương mặt tiềm năng. Với tuyên bố có tới 80 cầu thủ cạnh tranh vị trí cho đội tuyển Việt Nam cũng như khoảng 100 cầu thủ nằm trong danh sách hướng tới vòng loại World Cup 2026. Huấn luyện viên Chu cùng học trò sẽ có bước tổng duyệt căng thẳng nhưng cần thiết để định hình lại lối chơi, lẫn nhân sự cho mục tiêu quan trọng nhất. Vừa qua loạt sự kiện xung quanh trận đấu của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam đã mang về gần 2 tỷ đồng cho quỹ từ thiện, giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong cuộc sống. Trước trận đấu giao hữu giữa các thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam tối 24 tháng 9, huấn luyện viên Calisto và các cựu danh thủ ủng hộ số tiền gần 70 triệu đồng vào quỹ thiện nguyện để giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong bóng đá và những gia đình trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Hà Nội. Bên cạnh số tiền đóng góp kể trên, quỹ thiện nguyện nhận thêm gần 170 triệu đồng tiền vé của các trận đấu giao hữu giữa các thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. 1 tỷ 400 triệu đồng từ việc bán đấu giá 4 vật phẩm ý nghĩa của bóng đá Việt Nam và hơn 180 triệu đồng được các tấm lòng hào tâm chuyển khoản thẳng vào quỹ. Tổng số tiền thu về là 1 tỷ 820 triệu đồng. Trong thời gian tới, Omedia sẽ phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh và cùng với các huấn luyện viên, danh thủ sử dụng số tiền này để ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa những giá trị mà bóng đá mang lại. Chương trình bóng đá Việt kiệt tác số kết thúc tốt đẹp với trận đấu giao hữu giữa các thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. Hơn 50 tuyển thủ và cựu tuyển thủ Việt Nam tề tựu trên sân thống nhất đêm 24 tháng 9, tái hiện những màn trình diễn siêu kinh điển dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Calisto cùng đàn em Phan Thanh Hùng. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha từng cầm quân các thế hệ tuyển thủ Việt Nam giành huy chương đồng Tiger Cup 2002 và đăng quang AFF Cup 2008 đã rất xúc động khi gặp lại các học trò. Cả những gương mặt nổi bật của làng bóng đá từ trước thời kỳ này cũng góp mặt như Lưu Đình Tuấn, Lê Huỳnh Đức, Công Minh, Quốc Cường, Nguyễn Hữu Thắng, Văn Sĩ Hùng, Chu Văn Mùi hay Nguyễn Mạnh Cường. Với lực lượng quá hùng hậu, ông Calisto đã thống nhất cho đội sao vàng của ông chơi 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút với đội rồng vàng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Đông đảo khán giả trên sân thống nhất đã chứng kiến những pha bóng hay, đẹp của các tuyển thủ lẫn cựu tuyển thủ quốc gia. Mặc dù nhiều lão tướng từ thời bụng còn 6 múi xuống còn một múi, nhưng tất cả đều rất hào hứng với dáng chạy quen thuộc khuấy đảo cuộc chơi. Cựu tiền vệ tài hoa Nguyễn Hồng Sơn, 53 tuổi, của đội ông Calisto vẫn duyên dáng như ngày nào, với cú đúp bàn thắng vào lưới thủ môn Trần Minh Quang, sau hai đường kiến tạo hoàn hảo của đàn em Hữu Thắng và Quang Thanh. Cựu cầu thủ của thể công đã tái hiện màn trào kiểu lính như thời Hồng Sơn, từng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup 1998 và cầu thủ xuất sắc nhất châu Á tháng 8 năm 1998. Đội rồng vàng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng với dàn tiền vệ lừng lẫy như Vũ Minh Hiếu, Liêm Thanh, Văn Sĩ, Triệu Quang Hà, Hữu Đăng rất năng nổ. Nhưng khi có thời cơ ngon ăn thì tiền đạo Văn Sĩ Hùng tròn xoe, tự vấp ngã với sự can thiệp của đàn em Huy Hoàng. Hiệp 2 rồng vàng tung ra nhiều ngôi sao trẻ hơn như Anh Đức, Sĩ Mạnh, Văn Quyết trên hàng công hay Trọng Hoàng, Vũ Phong, Long Giang để lấy lại những gì đã mất. Và đúng như dự đoán, Sĩ Mạnh, Trọng Hoàng lập cú đúp, Văn Quyết và Vũ Phong lần lượt phá lưới đối phương để dẫn ngược đội bóng của huấn luyện viên Calisto. Sao vàng có pha bóng công vinh tái hiện đường dọn cỗ cho Quang Hải người Khánh Hòa, tung cú vô lê rất căng làm thủng lưới thủ môn Tấn Trường, đẹp hơn cả bàn thắng anh ghi vào lưới Singapore ở bán kết AFF Cup năm 2008. Thật vui khi sao vàng bị dẫn sâu 3-6, nhưng ông Calisto cứ ôm bụng cười. Cả lúc học trò ông ghi bàn, hay để lọt lưới. Hiệp 3 hữu thắng của cảng Sài Gòn cũ và quang hải của Khánh Hòa rút ngắn tỷ số 5-6 cho sao vàng. Nhưng rồi Văn Quyết đã ghi bàn ấn định 7 năm cho đội bóng sao vàng. Không ai thua trong trận cầu đẹp mắt và đầy ý nghĩa quy tụ hơn 50 cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam khi sự ủng hộ của họ lẫn đông đảo người hâm mộ mua đấu giá vật phẩm thể thao và đóng góp trực tiếp để giúp đỡ cho nạn nhân của vụ cháy trung cư mini ở Hà Nội phần quyên góp khác ban tổ chức gửi cho quỹ bảo trợ trẻ em việt nam quỹ tâm tài nghệ an và đặc biệt một phần sẽ dành để xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa cho cha mẹ của các nữ tuyển thủ bóng đá quốc gia có hoàn cảnh khó khăn